quý vị. Em mới nói vậy thì em đặt phòng đi, đặt phòng là hai phòng nghe, hoặc là một phòng hai giường nghe. Không biết sao cố tình hay sao bạn này thuê một phòng thôi, một phòng một giường thôi. Dạ một phòng một giường. Nghĩ sao mà đặt hai giường? Em không biết nghĩ gì luôn, không biết cố tình hay không, là em thì chỉ là gọi tới khách sạn đó, em nói là còn phòng không thì nó chỗ đó nó còn một phòng thôi, một giường thôi, thì em lúc đó em cũng bình thường. Cái ra ngoài đó, cái tối đó em chạy tới xe tới đó là cũng 11 giờ khuya rồi, cái buồn ngủ á, hai đứa đi dạo vòng vô ngủ. Cái em lặng em ngủ em không làm gì nha. Em cảm thấy khó chịu cái người á, ảnh nằm một đầu em nằm một đầu á, mà mình đã cố tình thả thính rồi mà anh này anh ngủ khò vậy đó, ảnh không có quan tâm gì tới em hết. Cái em mới giả bộ ha, em thịt vậy đó. Cái em mới nói em ngồi dậy, em nói chị bị sổ mũi, tại cái máy lạnh này làm chị sổ mũi, giả bộ thôi, anh này chắc giờ chưa biết đâu. Cái xong rồi ảnh mới nói vậy thôi em tắt máy lạnh ngay. Em nghĩ trong đầu chết rồi, tắt máy lạnh nóng chết làm sao ngủ được, thôi em bật lớn là không được, chị ngủ được đó, nói vậy đó. Không biết ổng nghĩ sao á, ổng nói thôi chị nằm kê lên tay em đi. Em bắt đầu em cũng mong man có cơ hội rồi chị, em lên nằm lên tay ổng liền, nằm lên tay ổng. Mà cuối cùng 3 phút sau ổng ngủ khò, ổng không quan tâm và nói tiếp, ngủ không quan tâm gì tới em luôn, ngủ tới sáng luôn. Sáng tức lên cho bộ. Dạ sáng tự nhiên dạ, em cũng ôm hận em. Dạ em ôm hận rồi có thả thính tiếp đâu. Em thả thính tiếp, trời em đâu có bỏ cuộc đâu anh, em lì lắm. Sau đó em thôi thả thính tiếp. Sau đó đi đâu? Bắt đầu em rủ đi Đà Lạt tiếp. Rồi có đi Vũng Tàu không được thì đi Đà Lạt. Bắt đầu lên tới nơi cũng 4 giờ sáng. Em không có thả thính gì nữa rồi, tự nhiên là rớt thôi, tự nhiên là bị vô lưới em luôn. Rồi công khai là anh em luôn, xưng anh em luôn. Tài làm ở trong công ty, rồi cô ấy là bạn gái mà cũng như là cũng lớn tuổi mình nữa. Dạ. Đó, vậy thì cô ấy có ghen? Dạ có. Xin chào hai em, rất công vui chung. Khi gặp hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Mời hai em giới thiệu về mình. Mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thực và chào quý vị xem đài. Em tên là Lê Thị Thanh Hằng, năm nay em 29 tuổi và đang làm nhân viên nhân sự tại công ty cổ phần sữa quốc tế. Và đây là chồng của em. Dạ, lời đầu tiên xin chào MC Hồng Vân, Quốc Thuận và quý vị khán giả xem chương trình. Em tên là Nguyễn Minh Tài, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc tại cũng chung công ty với vợ luôn, nhân viên phòng lab. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ, lần đầu tiên là em hiện tại em đang làm việc ở công ty thì vợ em lúc đó là người cũ của công ty nhưng mà quay vào làm lại thì lúc đó cầm hồ sơ lên gặp sếp em thì lúc em đứng cái nghe em sẽ nói chà nay lâu quá không gặp đẹp quá ta. Cái em mới đứng suy nghĩ có gì đâu đẹp. Cái xong rồi qua quá trình làm việc tiếp xúc cả năm trời thì em cũng không thấy có ấn tượng gì mấy hết. Thế còn em thì sao, em có biết là bạn này có cái suy nghĩ đó không? Dạ không, lúc đầu em vô thì em không có biết bạn này có suy nghĩ vậy. Mà em cũng không có ấn tượng gì với bạn này hết. Thì lúc em vô lại thì sếp em khen vậy thì cũng chỉ khen cho vui thôi, chứ em biết em chẳng đẹp gì. Cái xong rồi sau đó thì hai đứa cũng làm việc đồng nghiệp với nhau, làm được tầm cả mấy tháng thì mới bắt đầu nói chuyện. Vào năm mới, Tết ăn Tết xong á thì vô. Cái bạn này mới khen là ủa sao bữa nay nhìn chị Hằng dễ thương quá. Em quyết tâm là phải vua anh này cho bằng được. Em thả thính bằng mọi cách luôn. Lúc đó em bị ấn tượng bởi câu này, cái nhắn trên nhóm của mấy bạn làm chung á. Cái nói mấy bạn đi ăn chè, còn riêng Tài thì qua phòng ăn chị, ô lòng ăn chè đó. Thì bạn cũng bắt đầu cua lại em luôn. Khi xong bạn này thả câu, còn em thì thả lưới luôn. Tức là hai đứa thả qua thả lại đó. Rồi sau đó hai đứa có thường xuyên đi chung với nhau không? Đi giải trí với nhau không? Dạ, cái ngày hẹn hò đầu tiên là bữa đó là em tối đó nằm buồn quá, hay là nhắn tin hỏi chị có đi đâu chơi không? Chị giống như chị luôn. Dạ, lúc dạ, đó có chị mà chị. Đó là bình thường. Xong rồi cái phải nói không, cái nói vậy thôi. Lúc đó em kiểu như là nó giỡn, tính nó giỡn á. Cái đầu hồi nữa mới nhắn đi xem phim với em nha. Rồi vô rạp coi phim. À, bình thường, lúc đó hai đứa bình thường lắm, là chỉ là đồng nghiệp thôi, đi chơi chung vậy thôi. Rồi đến khi nào mới thay đổi cách xưng hô? Dạ, còn một quá trình dài nữa. Tức là em thả thính bằng mọi cách luôn. Bạn này làm ở dưới line, dưới xưởng, em cứ đu theo. Rồi suốt ngày nói chuyện với bạn á, rồi bắt đầu nói với bạn là chị cũng thích đi chơi này nọ, chị thích đi phượt, mà thích đi phượt là thích đi phượt một mình hai đứa thôi, chị cũng thích đi chung với ai hết trơn á. Dạ, cái anh này anh cũng đớp tính, nhưng mà anh đớp vừa đớp vừa sợ nữa. Tại em mới chia tay người yêu mà em đi với chị thì để người ta dị nghị quá. Xong nhưng mà kiểu là không kìm nén nổi á chị. Cái này vậy thôi, cuối tuần này mình đi Vũng Tàu đi chị. Rồi em đồng ý liền. Em nghe đi Vũng Tàu em đồng ý liền. Dính rồi, dính rồi, đồng ý liền. Bạn này cũng đồng ý liền.
cái em mới nói vậy thì em đặt phòng đi, đặt phòng là hai phòng nghe, hoặc là một phòng hai giường nghe. Không biết sao cố tình hay sao bạn này thuê một phòng thôi, một phòng một giường thôi. Dạ một phòng một giường. Nghĩ sao mà đặt hai giường? Em không biết nghĩ gì luôn, không biết cố tình hay không, là em, là gì em nữa. Thì chỉ là gọi tới khách sạn đó, em nói là còn phòng không thì nó chỗ đó nó còn một phòng thôi, một giường thôi thì em lúc đó em cũng bình thường. Cái ra ngoài đó cái tối đó em chạy tới xe tới đó là cũng 11 giờ khuya rồi, cái buồn ngủ á, hai đứa đi dạo vòng vô ngủ. Cái em lăn em ngủ em không làm gì nha. Em cảm thấy khó chịu cái người á, ảnh nằm một đầu em nằm một đầu á, mà mình đã cố tình thả thính rồi mà anh này anh ngủ khò vậy đó, ảnh không có quan tâm gì tới em hết. Cái em mới giả bộ ha, em thịt vậy đó. Cái em mới nói em ngồi dậy em nói chị bị sổ mũi, tại cái máy lạnh này làm chị sổ mũi, giả bộ thôi, anh này chắc giờ chưa biết đâu. Cái xong rồi ảnh mới nói vậy thôi em tắt máy lạnh ngay. Em nghĩ trong đầu chết rồi, tắt máy lạnh nóng chết làm sao ngủ được, thôi em bật lớn thì không được, chị ngủ được đó, nói vậy đó. Không biết ổng nghĩ sao á, ổng nói thôi chị nằm kê lên tay em đi. Em bắt đầu em cũng mong man có cơ hội rồi chị, em lên nằm lên tay ổng liền, nằm lên tay ổng. Mà cuối cùng 3 phút sau ổng ngủ khò, ổng không quan tâm và nói tiếp, ngủ không quan tâm gì tới em luôn, ngủ tới sáng luôn. Sáng tức lên cho bọn. Dạ sáng tự nhiên dạ, em cũng ôm hận em. Dạ em ôm hận rồi có thả thính tiếp nữa. Em thả thính tiếp rồi, em đâu có bỏ cuộc đâu anh, em lì lắm. Sau đó em thôi thả thính tiếp. Sau đó đi đâu? Bắt đầu em rủ đi Đà Lạt tiếp. Rồi có đi Vũng Tàu không được thì đi Đà Lạt. Bắt đầu lên tới nơi cũng 4 giờ sáng. Em không có thả thính gì nữa rồi, tự nhiên là rớt thôi, tự nhiên là bị vô lưới em luôn. Rồi công khai là anh em luôn, xin anh em luôn. Tài làm ở trong công ty, rồi cô ấy là bạn gái mà cũng như là cũng lớn tuổi mình nữa. Dạ. Đó, vậy thì cô ấy có ghen? Dạ có, anh ghen dữ lắm. Em đừng người nào là em ghen người đó. Tại trong phòng cô ấy á là có tới 8 bạn là nữ. Ghen em người nào em cũng ghen hết, nhưng mà đặc biệt là có một ngày đó, tự nhiên ảnh đi cài Momo cho cái bạn nào đó, xong ảnh cứ đi theo cái bạn đó cả ngày luôn chị. Em thì phòng kế bên, làm việc phòng kế bên. Không biết cái ngày đó hai người ngồi kế bên nhau, cách nhau có một gang tay à. Cái em đi qua em mở cửa bất ngờ, anh này đâu biết đâu. Anh này giật mình, bé kia thì tự nhiên cười tủm tỉm vậy á. Cái xong em mới giận quá em đóng cửa ầm, em đi qua phòng em, xong anh này ảnh thấy em giận vậy đó, ảnh chạy theo. Anh giải thích quá trời em không chịu nghe. Cái xong ảnh tủi thân ảnh qua bên cái phòng kho, ảnh khóc một mình vậy đó. Anh khóc, dạ anh khóc. Tức quá, bị hiểu nhầm vậy. Tức là lúc đó sếp đi ra ngoài rồi thì em ngồi thì em coi phim đâu đấy gì xung quanh đâu, nhỏ này nó ngồi lúc kế mình lúc nào đâu không hay. Cái thì nghe tiếng mở cửa, cái em tưởng là sếp, em giật mình, em quay qua em nhìn cái mặt hốt hoảng là sếp vô á. Thì bả lại tưởng tưởng đâu là có cái gì đó mờ ám nên sợ. Cái em giải thích gì mà không chịu nghe. Rồi đi ra chỗ đó khóc, về nhà kho đó khóc. Dạ. Khóc xong rồi em có xuống em thấy tội nghiệp không em, cái tính em, cái tính em lì lắm, em không thèm quan tâm khóc hay gì, em không quan tâm luôn. Em đi bộ về tới nhà, gần tới nhà xong ổng gọi điện 3-4 cuộc em không bắt máy. Cái cuộc thứ tư em bắt máy thì em mới nói vậy nè, thôi ngồi đó với cái con nhỏ đó luôn đi, để gọi điện làm gì. Mình đang lúc đó đang tức nữa, đang biết gì nhầm mà còn nói vậy đó. Ức chế lắm mà không biết bộc lộ sao, cái cuối cùng là đành khóc luôn. Khóc tiếp nữa. Dạ. Khóc từ 4 giờ chiều tới 10 giờ đêm, chứ không phải là khóc bao nhiêu đó đâu. Khóc một mình vậy thôi hả Tài? Khóc một mình. Dạ. Có nghĩa là gọi trong điện thoại là dạ, nức nở. Dạ, gọi trong điện thoại là cứ khóc nức nở, cứ nớt gì đó. Xong em thấy kỳ luôn, cuối cùng là ông nói vậy nè. Ủa vậy chứ em ghen mà em không biết anh cũng ghen em hả? Ghen gì? Dạ có cái anh sếp ở ngoài Hà Nội vô công tác. Thì cái bình thường xe của vợ em thì rất là kỹ, không cho ai mượn đi chân á. Cái tự nhiên cái cho cái anh đó đi, còn nói tốt nhà anh đó, nói chuyện dễ thương, nói chuyện hiền này nọ đồ. Cái em thấy cũng tức, lúc đó kiểu như mình không có lý do gì hết, mình lấy cái lý do đó để mình ghen lại cho ba biết là bị oan ức nó khó chịu sao đó. Sao ba mới hiểu ra có gì cái đó. Gì cả, nhưng đúng mà rồi. Muốn cái cớ này để không. Cho con hiểu được cái tâm lý của cái người mà bị quen. Dạ, đó đúng không? Đó. Rồi nhưng mà như vậy là quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen khoảng được gần 1 năm 11 tháng là tụi em cưới. Đi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Em cưới được 5 tháng rồi đó. Năm quá son luôn thì rồi. Đó thì bởi vậy bây giờ về cái tật xấu làm sao lòi ra. Xấu của vợ em là mỗi lần vô bếp á, là lúc đầu là hai đứa khó khăn là em là người miền Nam còn vợ là miền Trung thì hai bên ăn uống không có giống nhau á. Thì vợ mới nói là em không biết em nấu khẩu vị miền Trung cha mẹ có ăn được không. Cái nó để anh bày cho, mà mỗi lần vô bếp là bà muốn làm ý của bà à. Mỗi lần mà em có góp ý, em có nấu như vậy nè, bắt đầu khó chịu nha, bắt đầu giận. Mỗi lần mà bà vô bếp em áp lực lắm. Em cảm thấy là dướng lắm. Tự nhiên em đang rửa chén mà ảnh cũng thò tay vô rửa chén, tức là muốn phụ nhưng mà tự nhiên ảnh vô phụ thì em lại phải đứng làm bên. Thì cái thời gian nó cũng vậy thôi, thà em làm cho rồi. Rồi nấu ăn á, thì em nấu theo kiểu miền Trung thì em thấy ăn cũng được, em thấy tự em nấu ăn cũng ngon đó. Mà biết sao ảnh cứ góp ý là bỏ này trước này, bỏ này trước này, bỏ này sau này.
cái em ấy ức chế của em nói ừ vậy anh nấu luôn đi em khỏi nấu. Cái đó là cứng đầu, cứng em đầu. Em cứng đầu, em cực kỳ cứng đầu. Rồi sao cứng đầu rồi gì nữa, tật xấu là chắc là chỉ có là cứng đầu thôi. Nó em lạnh lùng nữa, chắc ảnh quên đó chứ em lạnh lùng lắm, với lại bảo thủ quá. Chị á, hai chồng có khi nào cãi vã nhau mà giận hờn không? Cãi là nhiều lắm anh ơi. Cái lần cãi nhau mà ghê nhất là sau đám cưới, tức là sau cái ngày đám cưới bọn em không có tân hôn luôn á. Khi mà nói là cái quà cưới đó, cái quà cưới thì mình bán xong rồi mình để chuyển tài khoản, thì ảnh mới nói là ảnh đăng ký cái tài khoản tên anh. Nhưng mà em thì lại không đồng ý, là bởi vì em muốn là tài khoản là phải tên hai vợ chồng. Để sau này nếu mà có biến cố anh có đi theo người khác á, thì em cũng có cái phần trả tới vậy luôn. Em ngày nào em cũng nói hết á. Dạ. Thì em tính trước mà. Cái xong ảnh mới nói vậy nè, em không tin tưởng anh hả? Thế rồi ổng cứ buồn rầu. Em nói là cái đó là em chỉ nghĩ cho hai đứa thôi, chứ không phải là em muốn dành cho ai hết. Thì cũng biết bây giờ ảnh đã hiểu cái vấn đề đó chưa nữa. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới em kể tật xấu rồi. Bây giờ em kể tật xấu của chồng. Tật xấu của chồng em hả chị? Cái đầu tiên á là đi vệ sinh rất là lâu. Tắm á thì rất là nhanh, tắm 3 phút mà đi vệ sinh 30 phút. Rồi mỗi lần đi vệ sinh là giống như em ví dụ như là bây giờ anh đi làm tăng ca ha, bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối thì người ta mới hết ca, thì 8 rưỡi anh mới về. Anh đi vệ sinh thêm nửa tiếng hồ nữa là coi như cái ngày đó em không gặp mặt ảnh luôn. Anh vô vệ sinh là cho ông cầm theo cái điện thoại. Đúng rồi, cầm theo cái điện thoại mà coi Marvel thuộc lâu từng đoạn luôn. Bây giờ anh nói đoạn nào đi đọc lại đoạn đó y chang luôn. Đã em thích trong phim, còn vợ em thì chích thêm là bạn muốn hẹn hò vợ chồng son. Không lẽ giờ hai đứa mà cầm hai điện thoại gì kỳ quá, em mới qua em ôm coi chung, từ từ mình thích rồi mới rủ em để đăng ký tham gia chương trình. Rồi bây giờ tiếp tục khui tật xấu đi em. Ảnh còn cái tật là hồi trước mới chưa có cưới á, thì ảnh nói vậy nè, cưới về là mình có con xong ha, cả vợ cả chồng cả con mình đi tập thể dục cho khỏe vậy đó. Cái ban đầu cưới về ngày đầu tiên kêu đi tập thể dục thì anh mệt quá, một ngày đầu tiên em thấy mệt quá cho nghỉ, ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư vậy y chang luôn, ngày nào anh cũng mệt quá, anh cũng có làm gì hết trơn, cái bây giờ cái bụng anh chà bá vậy đó. anh không tập gì hết trơn. Rồi mong muốn thay đổi gì luôn không? Em thì em mong muốn là chồng em ngủ sớm này tập thể dục để bảo vệ sức khỏe, bởi vì anh cũng nhiều bệnh á, bớt coi Marvel lại, bởi vì thuộc lầu rồi thì coi gì nữa. Còn em? Dạ em thì em mong muốn vợ là biết quan tâm hơn, sống tình cảm hơn, bớt lạnh lùng đi, bớt khó chịu đi. Đó, em chỉ muốn vậy thôi. Thực ra bây giờ tụi em đang là cái thời gian vàng để mà tìm hiểu nhau, để mà cọ sát những cái tính cách với nhau, cùng nhau để mà sửa đổi làm sao để mà cho hai đứa trở nên hòa hợp. Sau đó là còn phải đón em bé thành viên mới trong gia đình. Em muốn anh Quốc Thuận chúc cho em là tháng tới có em bé luôn, tại em rất là mong có em bé. Rồi. Đó. Anh chúc cho hai vợ chồng tài với Hằng. Cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hoàn thiện, yêu nhau hơn. Và đặc biệt là tháng sau bác sĩ báo tin vui. Em cảm ơn anh Quốc Thuận nhiều. Rồi, cảm ơn hai đứa.